đây quậy phá khắp đất trời, rượu chè len nhẹ đi khắp nơi, lang thang cười hát ca với đời anh. Chỉ phèo anh, chỉ phèo em đây chẳng nết na ngoan hiền, chẳng được dịu dàng lại kém duyên. 30 rồi đấy vẫn chưa chồng em. Say rồi nhìn thấy ai đang thênh thang dáng ngồi hầu hầu chàng bóng say hương men tình nàng chót quên thân quên mình một phút thăng hoa cho đời lung Lần đầu tiên chị Phèo được ăn chảo hành là do bàn tay một người phụ nữ nấu. Hắn bâng khuâng nhớ lại một thời trai trẻ, hắn muốn cùng thì làm thành một cặp xứng đôi. Chị Phèo thèm lương thiện. Và hắn say thì lắm, nhưng đến hôm thứ sáu thì nghỉ bùng, hãy dừng yêu để hỏi cô thì đã. Thì nở bị bà cô xỉa sỏi vào mặt. Buồn vì không được sự ủng hộ của cô, nữ chạy sang nhà chị Phèo, trục hết tất cả giận dữ lên hắn. Không thích mày, sao mày làm người tệ bạc như vậy? Chị Phèo ngẩng mặt ra, trong phút chốc, hắn nghĩ đến cuộc đời từ trước đến nay chưa có điều gì là tốt đẹp đối với hắn. Ngay đến cả bây giờ, khi ông trời ban cho hắn chút tình yêu thương, hắn cũng không giữ được vì cái quá khứ đen tối trước đây. Giây phút này, hắn oán trách cả chế độ xưa cũ đã làm cho cuộc đời hắn đen tối. Hắn nghĩ đến bà Kiển, người đã trực tiếp làm cho hắn trở nên tàn tạ như ngày hôm nay. Hắn quyết định tới nhà bà Kiển. Người đến đây làm gì? Ta muốn làm người lương thiện. Tại sao cuộc đời lại biến tôi thành người như vậy? Trong khoảnh khắc hắn tức giận như muộn chết đi, hắn nghĩ đến thứ tốt đẹp duy nhất còn sót lại bên hắn là Thị Nở. Hắn muốn cùng Thị Nở bỏ trốn khỏi thế giới tăm tối này, thế là chỉ cùng Thị cao chạy xa bay. Trải qua một vài năm, người dân làng Vũ Đài không còn ai nghe được tin tức của hai con người kia nữa. Nhịp sống vẫn diễn ra đều đều, có phần tù túng. Trong khi đó, sau khi chạy trốn đến một vùng đất xa xôi, chị Phèo đã coi Thị Nở như người phụ nữ gắn bó với cả cuộc đời mình. Khoảng thời gian này, chị chẳng thấy thì có chút gì là dở dở ương ương như người ta nói. Vào một ngày bình thường như mọi ngày, anh tham gia cách mạng Trong thoáng chốc, chị nghĩ lại về quá khứ của mình, mọi bi kịch suy cho cùng đều do cả chế độ phong kiến đầy đọa hắn. Thì ngồi ngay cạnh hắn, thì nói một câu không biết vô tình hay cố ý, cách mạng, cách mạng. Chị đồng ý tham gia kháng chiến, hắn được soi sáng bởi lý tưởng của đảng, âm thầm hoạt động, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì nền độc lập, tự do của đất nước. Trong lúc đi vận động nhân dân, chị quay lại làng Vũ Đài. Cả làng ấy vẫn mê mùi, vẫn hay đình kiện như xưa, không ai nhận ra chị cả, cho đến khi chị kể về quá khứ của mình. Chị đã dành hết tâm sức để khuyên bảo, truyền bá những tư tưởng đúng đắn nhất với mong muốn thay đổi
được phần nào nhận thức của người dân làng Vũ Đài. Tôi mong mọi người thay đổi tư tưởng. Nếu mọi người cứ giữ mãi tư tưởng này thì cả làng sẽ chết dần và chết mòn. Sau tất cả, công sức của chị đã được đền đáp. Bà cô thì nở đến gặp chị và vui mừng nói rằng: Cậu tưởng với cậu là trở thành như ngày hôm nay.